Phật nói kinh A Di Đà Con.
cùng với 1.200 năm mới vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng a la hán, mọi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão xa lời phân đại mộng kiền liên đại ca diệp ma ca chiên viên ma câu vi la li bà đã cho lời bàn đà và nan đà a nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tăng đầu lư phá la đọa ca lưu đà di ma kiếp tăng na bàn câu la nâu lầu đà. Những vị đại đệ dần đa bồ tát càng đa đề bồ tát thường tinh tấn bồ tát cùng với các vị đại bồ tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó tên là Cần Làng. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Làng xa lời phân. Lại trong cõi Cần Làng có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Làng xa lời phân. Lại trong cõi Cần Làng có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la, chúng sanh trong cõi đó thường vào lúng sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đấng phân ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành. Xa lời phân cõi nương Cần Làng
từ công đừng ra nghi mê dường ấy lại nữa xa lời phong coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng không thứ anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó tâm thái đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xa lời Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời Phật cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời vẫn trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xá lợi Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường hay xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà xa lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tin đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít thiện căn
về cõi đó xa lời phong. Nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chăm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh về cõi nước cực là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Xa lời Phật như ta hôm nay, người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xuất Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này, xa lời phong thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương băng có Đức Diệm Kiên Phật Tối Thắng Âm Phật Nan Trở Phật Nhật Sanh Phật Vong Minh Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này, xa lời phân thế giới phương dưới có Đức Sư Tử
Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật pháp trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên ma nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất cả cơ nghề công đức nhưng khi chưa phần xa hồ niệm này xa lời phân thể giới phương trên có đấng phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà sa số nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiên phần xa hộ niệm xa lời phân về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng phân thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phân hộ niệm đều được không chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đấng phân nói xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phân cho nên các thiền nam tử thiền nữ nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đứng Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phân phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là đấng có đức Phật nói kinh này rồi
vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cũng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không tòa sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mê vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi khủng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hay bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tịnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng Bồ
ba ni ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê thì lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba ni ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê đại từ đại bi thương chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sẵn thân Như Lai nam mô quảng bá thân Như Lai nam mô ly bố quý Như Lai nam mô cam lộ nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo để đường vua nên anh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo dưng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bưu thành đặng tự giác giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
trí huệ chân minh liệu, phố nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm, nhưng thế ngã đẳng giữa chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự Xa lời Phật đại mộng kiền liên đại ca diệt
vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao, trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu, mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tại ánh sáng xanh, sáng vàng tại ánh sáng vàng, sáng đỏ tại ánh sáng đỏ, sắc trắng tại ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy, xa lời phân coi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, rưới hoa trời mang Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúng sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn đứng phân ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành, xa lời phân cõi nương cần làm. Thành từ công đứng ra nghiêm giường ấy lại nữa, xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh Võ, Xá Lợi Ca Lăng Tân và Công Màng, những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm
Phật niệm pháp niệm tăng xá lời Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xá lời Phật. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời Phật trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lời Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy, xá lời Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà? Xá lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A-di-đà. Xá lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A-di-đà. Xá lời Phật Đức Phật A-di-đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xá lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xá lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bậc những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên lời Phật. Chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn hướng đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó
tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà Phương Đông, cùng có Đức A Xuất Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nướng mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang Phật đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương băng có đức diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đấng Phạm Âm Phật Tu Vương Phật Hương
thường Phật hương quang phần. Đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần. Hằng hà xa xô nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưới rộng dài trầm khắp cõi đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư Phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những thiên Phật xa hộ niệm xa lời Phật về nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đấng phật nói xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi Phật A-di-đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đứng Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiên trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần là
nào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không tòa sân tướng nhân ông tạm đó nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mê vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi khủng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh trí đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tịnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà hán yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát bà hán chân lăng càng để ta bà
ba ni ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê thì lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba ni ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê thì lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà đại từ đại bi thương chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thệ thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa báo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sẵn thắng Như Lai nam mô quảng bá thắng đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lụng đạo thế tôn đã đinh ninh dạy bảo đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua đình anh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam độc quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo dừng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đàn tự gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông
tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện dĩ thử công đức phổ cầm, nhưng thế ngã đẳng giữa chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự Bồ Khuyết Tăng Kinh, tăng trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lào là một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng tỏ bài đích đang. Hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách. Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra, sân không chung ở một nhà, không chân khác sắc, sắc nào khác không, hay sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Tòa sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn âm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mấy. Vẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố, tưởng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Ta
tâm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật Y Đàn Bán Nhã Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay Bán Nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sương. Thiên nhiên chân thiện bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, ba đê ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba ni ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố choi sáng từ trang nghiêm, đệ từ chi tâm quy mang lễ. Nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thệ thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trương điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say, mắt xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mừng đường vua ninh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trùng. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che
lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo. Dừng tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự giang giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tông vang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm, nhưng thế ngã đẳng giữa chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy màu trăm nghìn muôn kiếp hơn.
con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh cùng với 1.200 năm mới vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng a la hán, mọi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão xa lời phân đại mộng kiền liên đại ca diếp ma ca chiên viên mà câu vi la bà đã cho lời bàn đà và nan đà. A nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tân đầu lư phá la đọa ca lưu đà di ma ha kiếp ma tân na bàn câu la nâu lầu đàm. Nhưng về đại đệ tử thường tin tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài Trưởng lão xa lời Phật rằng: từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng, đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu, mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh.
vàng thời ăn sáng, vàng sắc đó thời ăn sáng, đó sắc trắng thời ăn sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trói gian trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ngân đứng vân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bôn quân ăn cơm xong đi kinh hành. Xa lời phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa. Xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xa Lợi Ca Lăng Tân và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nưa của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm cõi nưa của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà? Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi số căn cõi nước trong mười phương không bị chướng ai. Vì thế nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếm nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật A-di-đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời phân lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A-la-hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ-Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời phân coi Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường anh.
lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết đưa chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây. Nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như còn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đơn nhân duyên mà được sanh về cõi đó xa lời phong nếu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của đơn phần đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sơ hộ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diệm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị
công đức nhưng tiếc chư Phật xá hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế. Đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tín kinh sừng tan bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng ma Phật phám tràng Phật trì pháp Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế. Đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh chứng tan bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiệt chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật tu vương Phật hương thường Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di chân Phật hằng hà xa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bân khả tư nghị công đức những thiên chư Phật xá hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật xá hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đứng phân nói xa lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng Phật các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đừng
kiếm, trừ kiến, trừ phiền não, trừ chúng sanh, trừ màn, trừ trung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này tặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không, ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó, nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mấy, vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố, tận xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đáo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh triệt
cần chú đúng bần quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư an, làm thần chú chân như thuyết rằng, ba đê ba đê cầu ha cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba ni ba đê cầu ha cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà đại từ đại bi thương chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố trôi sáng từ trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ân cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thể thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thắng Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thắng Như Lai, Nam mô Lê Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lụng đảo anh. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say, mắt xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua ninh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trùng. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tam động quy tam bảo phần
cùng công lễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm ơ nhân thế, ngã đẳng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự tự quy